Xuân về qua lá tốt tươi càng tô đậm thêm một sức sống mới, một niềm vui mới đến với mọi người, mọi nhà. Và niềm hân hoan ấy dường như được nhân lên gấp bội với những gia đình nghèo khi được đón một mùa xuân mới trong căn nhà ấm áp nghĩa tình. Con đường nhựa trải dài sạch đẹp thông thoáng của những ngày Tết tràn ngập hương xuân đưa chúng tôi đến thăm ngôi nhà của gia đình ông Quỳnh Văn Ai, cư ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành. Căn nhà với diện tích gần 90m² mới được xây dựng từ kinh phí vận động của chính quyền và bà con xung quanh, cũng là tài sản giá trị nhất của gia đình ông Ai lúc bấy giờ. Ở cái tuổi về chiều, các con đều xây dựng cho mình cuộc sống riêng. Hai vợ chồng ông cũng không đủ sức làm lụng để xây dựng căn nhà mới thay cho căn nhà đã xuống cấp nhiều năm. Ông Ai tâm sự, ước mơ có được căn nhà mới bấy lâu nay ông hằng ấp ủ, giờ đã thành hiện thực. Trời có mưa cũng không phải vất vả nữa. Trong những ngày Tết đến xuân về, ông bà con cháu được đoàn tụ sum vầy trong căn nhà mới khang trang, cùng nói chuyện cười đùa, cũng đủ làm không khí ngày xuân thêm phần ấm cúng. Nhà cửa bị dột nát này nọ một hết, nhờ các cấp chính quyền và ấp và chùa Phước Lập đã vận động bà con cất được cho tôi một cái mái ấm gia đình. Tôi rất mừng, vợ chồng rất mừng. Nhà rộng cửa rộng, Tết năm nay con cái về quê quần chúng gia đình để vui ba ngày Tết. Hương sắc của mùa xuân đang ùa về, hòa vào từng ngôi nhà mới thắm tình nhân ái. Khi bên trong những ngôi nhà đầy ắp tình người ấy vẫn luôn lan tỏa không khí ấm áp, hạnh phúc, sum vầy. Và những ngôi nhà an cư lạc nghiệp chính là nguồn động viên, là động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp các gia đình vươn lên khắc phục mọi khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Nhà lúc trước nó còn lúc mà chưa có cháy thì nhà nó sắp sập rồi, mưa gió tôi rất là hồi hộp, nhiều khi gió lên cũng rất là sợ. Hôm nay được cô chú đồ tặng được cái nhà mới, nhưng ngày hôm nay tôi rất là mừng, tôi rất là biết ơn cô chú. Là hứa là tôi sẽ phấn đấu, gắng cố gắng làm để cho vượt qua khó khăn. Đối với chăm lo cho đời sống cái hộ nghèo ở đây thì riêng là ban lãnh ấp luôn quan tâm cùng các hộ mà trọng thì hàng năm như vậy là có căn nhà nào mà cần cất nhà đại đoàn kết thì ở đằng này đề nghị lên trên thì tiếp tục cất. Hiện nay thì đối với ấp thì không có cái nhà siêu dẻo. Rồi những cái hộ được cất nhà thì người ta cũng làm ăn khấm khá lên thì đều là thoát nghèo hết chứ không có nằm trong hộ nghèo nữa. Những ngày cuối năm, theo chân cán bộ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, chúng tôi đến thăm nhà của ông Thành và bà Hảo. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Thời điểm 5 năm trước đây, gia đình ông Thành và bà Hảo thuộc diện nghèo. Hai vợ chồng đều chăm chỉ làm lụng, tích góp với mong muốn vươn lên thoát nghèo. Thế nhưng không may, mọi tài sản gắn liền với căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Cuộc sống gia đình trước đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Từ sự hỗ trợ 20 triệu đồng của Mặt trận xã Vĩnh Phú và nguồn kinh phí vận động từ mạnh thường quân, doanh nghiệp và bà con xung quanh góp lại, đã xây dựng cho gia đình được căn nhà mới trị giá 65 triệu đồng. Hiện nay đời sống kinh tế của gia đình ông Thành và bà Hảo đã ổn định đáng kể và vươn lên thoát nghèo bền vững. Dạ lúc trước hộ nghèo cái cắt được căn nhà mới hơi đỡ lên rồi bắt đầu là cháy cái sạch trơn luôn rồi là hết trơn luôn. Thì nó cháy hết trơn toàn bộ cô ơi, không còn gì hết trơn á, là chỉ là chạy ra được là người là ra được thôi, không có thiệt mạng người thôi, còn gia tài của cải gì không còn gì hết trơn, cháy toàn bộ hết trơn. Nhà nước với địa phương đều giúp đỡ tôi và tôi có căn nhà ở và tôi an cư lạc nghiệp, tôi gắng lo làm ăn. Trang trí lại căn nhà với những chậu hoa Tết sẵn có của gia đình. Mùa xuân Kỷ Hợi năm nay, vợ chồng Trần Văn Hoàng phấn khởi trong căn nhà nhỏ đầy sắc màu mới. Đời sống đã ổn định hơn nhờ kinh tế gia đình đã khấm khá hơn xưa. Anh Hoàng tâm sự, sau khoảng thời gian đi làm ăn xa thất bại trở về quê nhà, hai vợ chồng anh phải sống tạm bợ trong căn nhà lá được xây dựng trên phần đất của cha mẹ. Do con cái còn tuổi ăn tuổi học, nhà thì không có đất sản xuất,
tiền làm thuê làm mướn chưa đủ trang trải chi tiêu hàng ngày, nên cuộc sống gia đình còn thiếu hụt. Xét thấy hoàn cảnh hai vợ chồng anh Hoàng nhiều khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ anh 25 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của năm 2018 để xây dựng căn nhà đại đoàn kết. Nhờ có nơi an cư tốt, nên hiện nay cả hai vợ chồng anh Hoàng đều yên tâm làm việc tại công ty thủy sản với mức lương khá ổn định. Trước thì nhà rất là gách ngưới, nghèo khổ mà. Rồi nhà nước mới thấy gì mới xét cho hộ nghèo đó, rồi mới cấp được cho 25 triệu để mình làm cái nhà đại đoàn kết. Đó, bây giờ năm nay tôi làm ăn được phát đạt. Bây giờ thì tôi đang làm ở công ty ở ngoài Lâm Kỳ. Đó, thu nhập hàng tháng thì đồng lương cũng ổn định, cũng 6 triệu một tháng. Cảm ơn các mà quỹ ban và các mạnh thường quân hỗ trợ cho tôi để cắt được căn nhà. Đó, Tết năm nay tôi được rất là vui vẻ. Ngay ban đầu thì mình đã có xét một số cái đối tượng mà để được thụ hưởng á, thì chí thú làm ăn. Chính vì những cái chỗ đó mà mình đã có những cái xác định được thì coi như là mình tiếp sức cho hộ nghèo, thì có điều kiện thì nơi ăn chốn ở là coi như là đàng hoàng rồi, thì coi như họ có điều kiện họ phát triển lên. Thì đến giờ này thì nhìn chung là coi như là trong 59 căn này thì đã có trên 40 hộ là coi như là thoát được nghèo. Cái Tết năm 2019 này thì coi như là cũng đi qua cái khảo sát thì thấy họ có những cái sung túc, coi như có cái phát triển và coi như là trong cái năm mới nó khang trang hơn. Cũng như là mình nhìn thấy là cái mức thu nhập của họ có rồi, coi như về cái trang trí cũng như cái sinh hoạt mà coi như chuẩn bị cho dịp Tết thì coi như là có cái phần là nó sôi động hơn. Xuân Kỷ Hợi 2019 đang đến với mỗi gia đình trong niềm vui, niềm phấn khởi. Còn đối với những hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, thì niềm hân hoan hy vọng ấy như được nhân lên gấp bội. Bởi xuân này, họ sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp đầy tình người. Điều đó không những giúp người nghèo có nơi để ở, mà còn tạo động lực để họ tích cực lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Hàng năm thì chỗ dân vận mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Hòa Phú cũng phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể và các tổ chức thành viên và các cái ấp thì tổ chức cái vận động cái quỹ ngày vì người nghèo để hỗ trợ cho những hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Thì đến thời điểm này để coi như là xã cũng đạt cái xã hoàn thành cái xóa cái nhà siêu vẹo dục nát cho hộ nghèo, và tiếp tục thì vận động thì từ từ lại cắt cái nhà cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Mình cắt cái nhà cho họ ở thì có cái nơi ăn chỗ ở thì an tâm cái lao động sản xuất, thì cái từ chỗ đó cái gia đình cũng phấn đấu làm ăn vươn lên cái thoát nghèo. Xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà được xây dựng là nhờ sự chung tay đóng góp của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân. Tính riêng trong năm 2018, huyện Châu Thành đã vận động xây mới 89 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ người nghèo có được những mái ấm yên vui. Trên cái đà phát động cái cuộc vận động toàn dân xây dựng cái nông thôn mới đô thị văn minh, thì các cái tổ chức kinh tế, rồi các cái nhà hảo tâm, cũng như các tổ chức tôn giáo, thông qua đó mà họ cũng, và toàn dân cũng tích cực hưởng ứng cái cuộc vận động này. Mà đặc biệt là thông qua cái tháng cao điểm vì người nghèo, thì những cái tổ chức này tích cực ủng hộ. Mặt khác thì chúng tôi cũng thường xuyên tác động và thông qua cái vai trò làm cầu nối của các đồng chí lãnh đạo để mình tiếp tục mình vận động cái này, tạo cái nguồn lực để mình cho huyện mình để có cái nguồn lực để mình tham gia xây dựng. Một mùa xuân nữa lại về mang theo biết bao niềm vui và hy vọng. Với những hộ nghèo được hỗ trợ nhà mới trong năm 2018, xuân này đẹp hơn bao giờ hết, bởi bao lo toan về chốn an cư bấy lâu nay đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những mầm xuân đâm chồi nảy lộc,
hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.